giới thiệu các bạn, đây là gái ruột của tôi, nó họ Trương, tôi họ Nguyễn. Ủa giờ ba đưa ra một vấn đề sao mà ba tự quá nói cái đuôi là sai sai luôn rồi đó nha. Không, tại vì để họ Trương trên kêu cho nó cho nó đẹp thôi chứ. Em họ Nguyễn nha mọi người. Nguyễn gì ba, con tên gì cũng quên rồi. Nguyễn Đức Hồng Loan. Nguyễn Đức Hồng Loan à. Còn cái Trương Quỳnh Anh là nghệ danh thôi, nghệ con danh ba. Thôi tôi nó kỷ niệm quá trời, một ngày không có nó kỷ niệm mười mấy năm rồi đó, nhìn con ba triệu không nổi lúc đó, con còn nói xíu tiền y như vậy đó con. Dạ y như vậy trời quá, y vậy luôn hả ba, y vậy luôn. Giờ mười mấy năm mà con không khác gì hết hả? Dễ thương lắm con ạ, cứ ngày y chang luôn, một cái hình con mà để ngoài. Không, đợt trước ba có cho con coi hình á. Nó là gái của ba. Dạ. Thương ba vậy mà hôm nay đi bắt cóc người ta. Nó thương người ta mà hôm nay đi bắt cóc người ta. Nhốt vô nhà hoang. Vậy mới là phim. Hello, xin chào mọi người. Hai cha con tôi xưa nay là đóng cũng không có, tôi thương nó nhiều hơn mà nó vẫn ác với tôi. Hôm nay đóng là tình địch. Dạ. Để đính chính lại, có cách đây là coi như là như 5-6 năm gì đó thì con với bà Điền có quay là cái phim Ải Mỹ Nhân thì phải. Đúng rồi. Ải Mỹ Nhân là đóng vai con của ba, từ đó con kêu bằng ba luôn đó. Đó, nhưng mà hỏi nhiều con ha. Con họ Nguyễn. Chứ không phải Trương Quỳnh Anh. Chứ không phải họ Trương Quỳnh Anh nha. Cho nên là từ đó kêu bằng ba. Rồi bẵng một thời gian, nhiều khi hai cha con đi quay cũng không có gặp nhau. Nhưng mà vẫn nhớ là ba có tặng cho con một cái áo. Một cái áo đó là cái áo jean. Đó, vẫn để kỷ niệm của ba ở nhà đó. Ba bận mà con thích dạ. Hay là ba đưa liền. Dạ đúng rồi, bữa đó là quay ở Tân Hiệp, Hóc Môn thì phải. Vừa vô nói ba Điên, trời ơi sao hôm nay cái áo ba đẹp quá vậy, con thích không, con thích chút xíu là ba cho con luôn. Vậy mà xong là ba gói cho tặng luôn để kỷ niệm của ba Điền. Không, cái thời gian sau này đó, khi mà nhất là cái gì đó, bánh mì ông Hào đó, đó. Dạ. Con gì, phải nói sau này cũng là con gì rất là tốt. Dạ cảm ơn ba. Không, cái nghề lên mà mình không ngờ đó. Dạ. Chính mình cũng không ngờ. Yeah. Nhưng mà vô sống trong nhân vật rồi đó. Yeah. Thì thấy nó khác hẳn cái thời hồi lúc trước. Yeah, đúng rồi. Cũng sống trong nhân vật nhưng mà nó chưa có nhuyễn. Yeah. Nó đôi khi nó giống như là có những cái tính cách vai á ba. Con thì con nghĩ là gì, tính cách vai, ví dụ như Ải Mỹ Nhân là một cái vai mà nó từ một thằng chân chất hiền lành, để sau này nó dù nó vì một cái gì đó đâm ra nó trở thành một thằng ăn chơi chắc tán, nhưng thật ra là cái bản chất của nó vẫn là nó tồn động trong con người của nó. Đó là cái chất liệu đó nó khác. Còn chất liệu mà bánh mì ông Mậu là một cái chất liệu khác. Chất liệu đó là chất liệu là cái thằng mà sống từ nhỏ tới lớn rồi. Cái kiểu nó đầu đường xó chợ từ nhỏ tới lớn. Là nó sống theo kiểu mà chợ búa nó quen. Đâm ra là kêu mà nó gọi là nói một cái câu văn vẽ cái gì á thì nó không bao giờ ra được. Mà nói kiểu giang hồ, mà nói kiểu đời á, chợ búa là quất một phát là ra liền. Năm ra mình được hai giữ hai kiểu. Cái Ải Mỹ Nhân á, cái nhân vật của con rất là khó chịu. Dạ. Yeah. Nó bản chất nó không phải vậy. Đúng mà rồi. Mà nó vừa hận vừa mẹ nó. Dạ. Yeah. Nó trả thù nữa. Dạ. Luôn nó phá cho tan nát hết. Và cái lỗi của nhân vật đó là một cái lỗi là nhân vật không có học. Năm ra mới dễ bị là lôi kéo, dễ bị gạt gẫm. À, là gia của Dương Cẩm Linh đó, mới dễ dàng gạt gẫm thằng này. Chứ mà nếu mà thằng này từ nhỏ mà cái bản chất của nó mà nó không lương thiện đi thì sức mấy bà này dễ lường gạt đó. Rồi ba rất mừng là những đứa mà làm như ba có duyên cái này nè, những đứa mà ba thương đó, mà như ba thương hết, đứa nào diễn cũng hay hết, đứa nào cũng lên đó. Dạ. Cái lên của nghệ thuật mình là khán giả nhớ mình. Dạ. Thì mới gọi là lên. Dạ. Tôi gọi là cái
cái người nghệ sĩ mà khán giả không nhớ trong lòng á, yeah. thì cũng chưa hẳn là mình đã nổi tiếng. Yeah. Mình nổi tiếng hay không là nhờ khán giả. Yeah. Mà khán giả nhớ mình rồi đó thì xóa không được. Yeah. Ta không xóa. Với cái mặt là cái mặt rất là điện ảnh. Yeah. Có cái nét. Tụi con mong á là đạo diễn cũng như là những nhà sản xuất phim rồi nhìn thấy được những cái mới mẻ của diễn viên. Đúng rồi. Để mà đưa diễn viên vô những cái vai mới, những cái kiểu mới thì tạo cho mình là gọi là mình làm nghệ thuật mà. Thì mình phải động não rồi mình suy ra rồi mình tìm những cái tính cách nó lạ nó diễn, thì bản thân người diễn viên nó cũng sướng, diễn đã đạt được cái sự mong muốn của diễn viên rồi mà đạt được cái sự mong muốn của đạo diễn cũng như sàn nhà sản xuất, để chi nhiều nghệ thuật nó phải có mới sự mới mẻ. Cái mình đi vô một cái lối hoài thì mình diễn bản thân đó. con diễn con cũng ngán, nó không đã. Nhiều khi đọc vô nói trời cái này tôi diễn gì đâu có diễn gì đâu, tôi để bình thường cái tôi ra rồi đâu có diễn gì đâu. Cái mặt ác sẵn à. mặt con mà không cười một cái là nó ra liền luôn. Cũng như hồi đó ba diễn ở trên sân khấu cải lương á là phản diện. Yeah. Nhưng mà qua điện ảnh á là ra chính diện. Yeah. Chính diện riết ba diễn có ba muốn thèm là cái vai phản diện. Phản diện. Ờ. Đó. Mà chính vai phản diện mới có đất diện. Dạ. Nó có nhiều màu. Dạ. Bi có nghe. Dạ đúng. Chứ rồi. Đừng có nói là phản diện mà không bi. Dạ đúng rồi. Nó bi lắm đó. Tại vì có những cái chất liệu phản diện có thể là khán giả xem không có hết trọn bộ. Có những bộ giống như là giờ bộ bánh mì ông Mào phần 2. Càng về sau sẽ thấy cái vai cà chớn nhưng mà cuối cùng là sẽ thương cái vai này. Là bởi vì sao? Có nghĩa là ổng là một cái ông vô tư thôi. Nhưng mà ổng bị một thằng có học, quá có học để mà điều khiển ổng. Khi mà ổng bị liệt rồi á, mới thấy. Mà khi mà bị liệt rồi không có diễn được bằng lời thoại, không có diễn bằng những cái cử chỉ, những cái hành động. Chỉ diễn đúng cái khuôn mặt. Chỉ diễn đúng cái khuôn mặt và cặp mắt. Con cho là một cái kiểu diễn rất khó đối với diễn viên. Không thoại gì hết, chỉ bằng cặp mắt thôi. Nói lên được điều gì trong cái phân đoạn đó. Cái đó mới gọi là nghệ thuật. Ừ. Mà diễn đã lắm, con nói diễn 4-5 phân đoạn của cái cảnh mà bị liệt thôi. Mà con nói là có thể là bằng 10 cảnh diễn có thoại. Cái động não mình nó mệt, cực kỳ mệt luôn.